Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các quý anh tuổi Ất Sửu. Chúc các quý anh có một năm bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các quý anh đón xem Tử Vi tuổi Ất Sửu 1985 năm 2022 Nam Mạng, chi tiết chính xác nhất về các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, Tử Vi từng tháng trong năm 2022, mời các quý anh cùng theo dõi. Tử vi tuổi Ất Sửu 1985 năm 2022 năm mạng. Tổng quan. Tử vi tuổi Ất Sửu 1985 năm 2022 năm mạng được dự báo là không chịu ảnh hưởng của thái tuế, vận trình trong năm nhâm dần của bạn khá tốt. Quý ông Ất Sửu có thể gặp được nhiều hung tinh và cát tinh trong năm nay. Về tình cảm và sự nghiệp gặp hồng loan và mạch việt trợ lực giúp đỡ. Nhân duyên tốt đẹp, sự nghiệp lạc quan tuy nhiên tử vi khuyên ất sửu nên dành nhiều thời gian nhìn nhận lại bản thân chứ đừng thả lỏng quá mức và ảnh hưởng đến vận thế. Bên cạnh đó, sức khỏe gặp hung tinh bệnh phù, đả kích nghiêm trọng đến cơ thể, cho nên cần phải bảo vệ sức khỏe, hết sức cảnh giác. Tử vi nam mệnh tuổi sửu khuyên bạn trong năm nhâm dần nên chú ý đến sức khỏe của bản thân một chút, rượu chè cờ bạc chỉ khiến bạn thêm bệ giặc mà thôi. Hung tinh Tử vi năm nhâm dần 2022 cho hay tuổi ất sửu gặp hung tinh bệnh phù ảnh hưởng đến sức khỏe, đi lại có vấn đề, hạn chế đi xa, thân thể trong năm nay hay ốm vặt gặp ảnh hưởng không tốt, mất ngủ thường xuyên. Cát tinh, hồng loan trợ mệnh, nam mệnh trở nên thu hút và lôi cuốn hấp dẫn, có nhiều mối quan hệ tốt đẹp với người khác giới, vừa giúp cho công việc thuận lợi, vừa giúp cho tình cảm gia đình càng ngày càng hạnh phúc. Mạch việt trợ mệnh giúp cho công việc ổn định. Nam mệnh nhận được sự giúp đỡ của cấp trên cho nên cuộc sống ngày càng tốt đẹp, gặt hái được nhiều thành công. Tuổi Ất Sửu 1985 nam mạng là số trời sinh vượng tài. Người sinh năm 1985, nạp âm là Hải Trung Kim, mệnh Kim. Bạn có tính cách hiếu động, tinh thần trượng nghĩa, ưa bênh vực kẻ yếu. Bởi thế mà những người này luôn rất tốt với bạn bè. Sự nghiệp Tử Vi tuổi Ất Sửu 1985 năm 2022 nam mạng có sự nghiệp khá tốt. Đàn ông Ất Sửu gặp mạch Việt là cát nhân thiên tướng, công việc vì thế mà được giúp đỡ, ngày càng có nhiều cơ hội thăng tiến và đột phá. Tuổi Sửu năm nhâm dần có công việc như thế nào? Quý ông tuổi Sửu 38 tuổi Ất sẽ trải qua giai đoạn thịnh vượng nhất nhì trong sự nghiệp với nhiều quyền lực và địa vị, có chức quyền và tiền tài trong tay. Tử vi số dự báo bạn sẽ nhận được may mắn nhiều hơn trong công việc, cho nên cần phải cố gắng hết mình, nỗ lực để có vị trí tốt hơn ở tại công ty. Tài lộc. Tử vi tuổi ất sửu 1985 năm 2022 nam mạng có tài vận tương đối tốt. Quý ông 38 tuổi có sự nghiệp ổn định tăng tiến nên nguồn thu cũng theo đó tăng lên. Ngoài ra tài vận nước lên thuyền lên, cuộc sống tăng tiến không ngừng. Các thần chiếu mệnh mang tới những cơ hội kinh doanh, hợp tác làm ăn lớn nếu đang làm trong lĩnh vực có liên quan bản mệnh tha hồ hốt vàng hốt bạc trong năm vượng vận quý nhân có khách quý phương xa tới thăm mang theo cơ hội làm ăn mới tuy nhiên mọi thứ mới đang ở giai đoạn đầu nên tiến hành từ tốn tránh nóng vội kẻo hỏng việc công việc làm ăn nên bắt đầu từ quy mô nhỏ sau thời gian làm quen thích ứng rồi quyết định mở rộng làm lớn cũng chưa muộn với người làm công ăn lương công việc tiến triển thuận lợi kèm theo đó là thu nhập khá ổn định theo đó, bản mệnh có một tháng tiêu tiền thoải mái, không phải đắn đo quá nhiều. Tử vi với người tuổi ất sửu làm ở các nghề tay trái, quý ông tuổi sửu cũng nhận được không ít thu nhập. Sao mạch Việt trợ lực hóa nguy thành an, quan lộc tịnh tiến. Năm nay bạn tràn đầy năng lực có thể hy vọng vào việc tăng chức để tăng lương, nhận thêm các chế độ đãi ngộ. Đàn ông tuổi ất sửu thậm chí còn có thể nghĩ đến việc bỏ vốn kinh doanh riêng trong năm nay thì cũng sẽ đạt được nhiều may mắn hơn. Tình cảm Tử vi tuổi Ất Sửu 1985 năm 2022 nam mạng có tình cảm phát triển theo hướng lạc quan. Có vẻ như năm nay là một năm thuận lợi với quý ông tuổi Sửu. Không chỉ trên phương diện sự nghiệp gặt hái được các thành công mà trên phương diện tình cảm cũng có những ngọt ngào hạnh phúc. Các tinh hồng loan nhập mệnh mạng cho bạn không ít vận may. Bất kể là người độc thân hay người đã kết hôn, vận đào hoa sẽ mang đến tình yêu ngọt ngào cho bạn đặc biệt đối với các quý ông tuổi sửu còn đang độc thân, bạn đang đứng trước cơ hội gặp gỡ được nhân duyên trời định, thông qua bạn bè, gia đình mai mối mà thoát kiếp độc thân, thậm chí có thể nghĩ đến chuyện lập gia đình trong năm nay. Người đàn ông ất sửu vừa thành đạt vừa độc thân chính là mẫu người đàn ông hoàng kim mà nhiều chị em muốn tìm kiếm. Không cần lo lắng về chuyện tình cảm bạn nhé. Sức khỏe Tử vi tuổi ất sửu 1985 năm 2022 Nam mạng có sức khỏe không khá tốt, theo tử vi năm, hung tinh bệnh phù sẽ ảnh hưởng đến tuổi Sửu nam mạng, năm nay một số vấn đề về sức khỏe sẽ khiến bạn mệt mỏi hơn bao giờ hết. Năm nay tuổi Sửu đã 38 tuổi, cho nên cần chú ý không nên thức đêm thức hôm nhiều. Ngoài ra thì cũng cần phải biết chăm sóc nhan sắc của mình, tăng cường ăn uống các loại thức ăn, đồ bổ dưỡng cho cơ thể, dưỡng nhan. Tử vi tuổi ất Sửu năm 2022 nên cẩn thận mỗi khi ra đường, nên thường xuyên đi chùa cầu bình an để mang lại may mắn cho bản thân mình ngoài ra trong năm cần phải chú ý thứ nhất nên tu nhân tích đức làm nhiều việc thiện ủng hộ quyên góp đối với những người có hoàn cảnh khó khăn bất hạnh nên kết giao với những người lương thiện tránh những người lừa gạt lưu manh dẻo miệng kinh doanh đa cấp hoặc lô đề cờ bạc thứ hai trong các hoạt động làm ăn thương mại kinh tế nên thận trọng tránh đầu tư sai lầm dẫn đến hậu quả xấu khi mua sắm đồ đạc cũng phải lựa chọn những sản phẩm thương hiệu có uy tín có bảo hành đàng hoàng Thứ ba, nếu bạn có nhiều tiền nên mua bảo hiểm, gửi tiết kiệm, tránh để nhiều tiền trong nhà đề phòng trộm cắp, cướp giật hay lãng phí, hao tốn. Thứ tư, hạn chế cho người khác ăn ở tại nhà mình. Nếu có thì cần phải đề phòng cẩn thận, không được lơ đáng, khiến cho kẻ gian có cơ hội vụ lợi, trộm cắp hoặc gây nên những điều bất lợi cho mình và gia đình. Tử vi từng tháng Tử vi từng tháng tuổi ất Sửu 1985 trong năm 2022 nam mạng được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1. Tử vi tuổi ất Sửu 1985 năm 2022 nam mạng có vận trình tài lộc được đánh giá là tương đối may mắn. Trong không khí lễ hội, đàn ông tuổi Sửu có nhiều năng lượng tích cực hơn và thường có những điều bất ngờ xảy ra trong cuộc sống, gặt gái được niềm vui. Tuy nhiên, đừng quá đắm chìm vào niềm vui mà quên mất đi việc phải đảm bảo cho sức khỏe tốt. Nhưng bất chấp vận may của bạn, bạn nên chăm sóc bản thân nhiều hơn. Chú ý khi đi ra ngoài thì phải đảm bảo an toàn cho bản thân. Nhất là trong dịp du xuân thì tình hình giao thông sẽ rất khó khăn, chính vì vậy mà tuổi ất sửu cần phải cẩn trọng nhiều hơn. Đặc biệt mùa xuân có nhiều thời điểm bạn cần phải uống rượu, tiếp khách, người đàn ông tuổi sửu nên cố gắng một chút và đừng uống quá nhiều mà tổn hại sức khỏe. Tháng 2 Tử Vi tháng dự báo vận sự nghiệp của quý ông Ất Sửu tháng này vô cùng lớn. Bạn gặp được sự giúp đỡ của mạch Việt cho nên bạn luôn hoàn thành được xuất sắc nhiệm vụ. Bạn có thể nhận được sự ưu ái và tin tưởng của cấp trên, giao cho nhiều trọng trách và có cơ hội thăng tiến trong tháng 2 này. Quý ông tuổi Sửu 38 tuổi năm nay phải hết sức nắm bắt cơ hội, củng cố vị thế cho mình ở một vị trí vững chắc để có thể đạt được các mục tiêu nghề nghiệp. Tháng 3 Tử vi tuổi Ất Sửu 1985 năm 2022 năm mạng khá hanh thông trong tháng này. Được sự trợ giúp của sao may mắn, Hồng Loan, quý ông tuổi Sửu 38 tuổi có vận trình tình cảm vô cùng lý tưởng trong tháng 3. Mối quan hệ giữa bạn và người vợ càng trở nên khăng khít, tình cảm đôi bên được như ý. Liên tục được sưởi ấm với sự trợ giúp của các tinh. Ngoài ra, vận đào hoa của một số tuổi quý ông Ất Sửu còn độc thân cũng rất tốt, bạn có cơ hội tỏ tình thành công đối và thoát khỏi cảnh độc thân tháng 4. Xem bói tử vi tháng cho hay khi bước vào tháng 4, bị ảnh hưởng bởi tiết thanh minh, nam mệnh ất sửu dễ cảm thấy mệt mỏi hoặc thiếu năng lượng. Đồng thời, sự ảnh hưởng của các tinh bệnh phù cũng có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn. Vì vậy, những người sinh năm 1985 phải nghỉ ngơi nhiều hơn trong tháng này và chăm sóc cơ thể của mình, điều quan trọng nhất là không nên làm việc quá sức nếu không sẽ vô ích đối với sức khỏe của bạn. Tháng 5 Tử Vi Nam Mệnh tuổi Ất Sửu vào tháng 5 năm nhâm dần dự báo tài vận khá bất ổn do sự bất ổn của nền kinh tế thị trường. Một số người đang kinh doanh chứng khoán hoặc tham gia vào lĩnh vực tài chính có thể gặp phải sự sa sút trong vận may của bạn. Các khoản thu nhập thêm có thể sẽ giảm xuống, bạn nên có những đối sách đối với tình hình hiện tại của mình. Tháng 6 tử vi tuổi ất sửu 1985 năm 2022 nam mạng không quá may mắn, bạn gặp nhiều kẻ phá đám, công việc gặp phiền phức, tiểu nhân hãm hại. Tháng này tốt nhất nên tận dụng làm việc, chủ động tránh xa tiểu nhân để tránh gặp xui xẻo và bị hãm hại. Tử vi tháng 6 năm 2022 tuổi ất sửu dự báo bạn nên ở nhà và hạn chế ra ngoài khi không cần thiết. Đàn ông tuổi sửu nên học cách bảo vệ mình trước khi bảo vệ được những người thân yêu của mình. Tháng 7 Tử vi tuổi sửu nam mệnh tháng này khá tốt, các mối quan hệ ngoại giao được tăng lên, gặp gỡ và giao lưu cũng nhiều hơn. Tình cảm với các thành viên trong gia đình tăng lên chính là một trong những điều may mắn tháng này của tuổi ất sửu. Tháng 8 Tình hình sức khỏe của nam mệnh sinh năm 1985 không được lý tưởng trong tháng 8 âm lịch. Một phần bị quấy dày và bị ảnh hưởng bởi hung tinh. Người này dễ bị trầm cảm hoặc chán nản đặc biệt là về mặt tâm lý, thật dễ dàng để trầm cảm do căng thẳng quá mức, điều này thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của bạn. Người đàn ông ất sửu có thể sẽ phải đối đầu với nhiều việc, những áp lực từ việc kinh doanh khiến cho các bạn đau đầu và suy nghĩ nhiều. Chúng ta cần phải loại bỏ những áp lực đó, để cho bản thân mình thư giãn một chút trong tháng này. Tháng 9 Vào năm 2022, mối quan hệ giữa quý ông tuổi ất sửu với mọi người được cải thiện. Với sự giúp đỡ của các tinh, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ một số người bạn tâm giao, những người sẽ đồng hành và giúp đỡ bạn trong tháng. Không chỉ vậy, các mối quan hệ xã hội của bạn cũng phát triển. Vì vậy, tháng này sẽ là một tháng may mắn đối với người tuổi ất sửu, bạn phải nắm bắt cơ hội để mở rộng quan hệ xã hội của mình, điều này thực sự rất hữu ích cho mạng lưới và công việc sự nghiệp của bạn. Tháng 10 tử vi tuổi ất sửu 1985 năm 2022 nam mạng có sức khỏe xa sút nguyên nhân là do sự thay đổi đột ngột của thời tiết, một số người có thể bị cảm lạnh, bị ốm. Tử vi khuyên bạn nên chú ý đến sức khỏe của bản thân hơn, đồng thời trong cuộc sống cũng nên chú ý đến trang phục, ăn mặc đủ ấm, đừng để mình bị nhiễm lạnh. Tháng 11 Tử vi dự báo nam mệnh ất sửu có nhiều thay đổi tích cực nhờ ảnh hưởng của các tinh. Người làm công việc kinh doanh có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi, lạc quan. Các hạng mục đầu tư cũng được chú trọng nhiều cũng sẽ mang lại những may mắn lớn cho các bạn. Nhìn chung thu nhập chính và thu nhập phụ đều có sự tăng trưởng thích hợp, bạn cũng sẽ thu được lợi tức từ quản lý tài chính và cổ phiếu. Mong rằng những người tuổi Ất Sửu thể tiếp tục duy trì, phấn đấu để có thể khởi sắc trước dịp đầu năm. Tháng 12 Tử vi tuổi Ất Sửu 1985 năm 2022 nam mạng tương đối bận rộn. Vì đã gần cuối năm quý ông tuổi Sửu chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối hơn trong sự nghiệp và các nhiệm vụ được giao cho bạn trong tháng này. Các công việc cũng trở nên vất vả hơn nên những tuổi Ất Sửu có thể cần phải dành nhiều sức lực và thời gian hơn tuy nhiên dù cuộc sống tương đối bận rộn nhưng các bạn vẫn nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn không nên làm việc quá sức và nên hiểu việc kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi là một điều cần thiết để tránh các áp lực quá sức xin chào và hẹn gặp lại